Có nghĩa là một người làm thôi sao ấy. 2 tháng trôi qua, Quốc đã mất tích. Bạn của Long đã cố để có thể tìm và kiểu như là để xem có thể là tìm thấy anh ấy ở đâu. Nhưng mà anh ấy có hình như là anh ấy bị tai nạn ở trong một cái ngôi nhà cũ. Anh ấy tới đấy và điều tra với chiếc camera của chính mình. Rồi. Nhưng có một vài thứ gì đó đi theo anh ấy tới căn nhà. Có nghĩa là trong căn nhà này Quốc mới mất tích. Ừ. Và bạn của anh ấy là Long đã cố để liên lạc nhưng không được. Cho nên là Long quyết định là tới căn nhà này để thám hiểm. Vâng, tôi là Long. Nhá, cảm ơn Hanaka. Ủa? Rồi. Anh em thấy rõ không nhỉ? Cảm ơn Hanaka nhá. Thấy rõ chưa? Thấy tởm tởm chưa? Thấy mùi phong cảnh Việt Nam chưa? Mà sao lại game của Việt Nam lại tiếng nước ngoài là sao? Hả? À, tại sao không phải tiếng Việt? Tại sao đi nó cứ giật này? Đi không được thẳng thớm này. Tắt Unikey rồi mà. Lỗi nhá. Lỗi di chuyển. Đây. Rất khó di chuyển. Mặc dù đã tắt Unikey. Tin tức. Tin tức đây. Tin tức ngày 7 tháng tháng 7 à, năm 2019. Một chuyện đã xảy ra ở thành phố ở Gia Lai, có một người đàn ông đã chết. Rất là một cách rất kỳ lạ. À. Cho đến giờ thì cảnh sát vẫn đang điều tra. À. Anh em có thể thấy được tin tức đây là một tin tức nhé. Tin tức Việt Nam đấy. Chắc chắn ông nghe là của Việt Nam nhé. Rồi. Đấy công chuyện rồi đó. Không có đèn pin rồi bây. Cảm ơn Hanaka. Em đi đâu? Không có đèn pin ở Long. Úi dồi, nhà Long không có đèn pin ạ. Thôi xách mẹ cái cây huỳnh quang này ra ngoài cũng được đây. Lỗi nhà Long nhá. Không làm tiếng Việt nhá. Không chỉnh được. Người Việt nhưng mà là subtitle là tiếng Anh. Mẹ chết thật. Cảm ơn Hanaka. Kể cả cái tiếng bước đi nó cũng rất chân thực. Nhưng mà nó hơi nhỏ. Ôi. Bạn em kêu nói chuyện thật lòng em nói versus lòng nó không trả lời vậy còn xác thì sao hả anh mặt cười. À xác thì em cứ phơi khô. Nhá. Mình chờ nhắm rượu nhá. Còn Long mình cứ để trong tủ lạnh nhá. Nhậu cho ngon. Không bị thối nhá. Vãi cả đái ạ. Cảm ơn em nhá. Ủa trạm tháng 7 anh em ạ. Thôi tháng 7 tháng cô hồn nhá. Tháng 7 tháng cô hồn rồi anh em ạ. Vâng. Thằng Long tới nhà thằng Quốc ngay lúc tháng cô hồn. Có hai nhà không ạ? Thật là thân thuộc. Đây là cảnh của Việt Nam đây mà. Kể cả... Úi dồi, cái gì đây? Đây là cuốn lịch to tổ bố của Việt Nam đây. Rất là nhiều phong cảnh ở trên. Ở dưới có... Vinaphone! Đáy xã hội đây sao? What? Và bây giờ là 9 giờ rưỡi mẹ rồi. Chín giờ rưỡi còn sớm mà anh em nhỉ? Má cỏ anh tâm này. Mẹ mày 9 rưỡi còn sớm chán. Má cỏ gì? Đây, cái quạt rất thân thuộc. Nhà tôi cũng có cái quạt này. Vâng. Thật. À. Nhà tôi cũng có cái quạt này. TV đã bị hỏng rồi. Họ sẽ kiểu như là sửa vào ngày mai rồi thôi. Đến cả cái TV cũng hỏng rồi thôi. Rồi, tôi lượm được một cái cassette. Có nghĩa là một cái băng đài đấy.
Tôi cần một cái máy tính của tôi để có thể bỏ nó vào. Máy tính nào mà bỏ được cái băng này? Băng tô tổ bố này sao mà bỏ máy tính được? Này chỉ có máy bàn mà cũ cũ, cái thùng mà cũ cũ á thì mày đang mới đọc được. Này đâu nhỉ? Lỗi nha. Cửa xuyên người nhé. Cảm ơn Hanaka. Mở cửa mà cửa đi xuyên cả người tôi. Lỗi nha. Hình như âm thanh nó hơi nhỏ đúng không? Hãy để tôi vặn âm thanh cho to to lên anh em nghe cho đã. Cảm ơn Hanaka nhé. Để tôi vặn âm thanh cho to to lên anh em nghe mới rèn chứ. Rồi. Ê. Đây à? Máy tính này nhét vào kiểu gì đây? Tôi không ngờ là máy tính này có thể nhét một cuộn băng to như thế này vào được. Nể thật. Chắc là máy tính hồi xưa mới làm được anh em ạ. Cảm ơn MiWi. Nó đang ghi lại cái đoạn băng. Ghi xong chưa, lâu thế? Anh em thông cảm, đây là giống kiểu máy của tôi. Hơi lâu một tí. Nhá. Máy thời tống cho nên hơi lâu. Cấu hình thấp. Cho nên là ngồi render nó kiểu như ngồi đọc cái bộ nhớ này cũng hơi lâu. Khổ thân. Bây giờ đâu nó cứ đi vòng trong này à? Đây là một cái kiểu chung cư mà kiểu chung cư cũ đấy. Chứ bây giờ hình như là không có loại chung cư này nữa hay sao này. Nhưng được cái là chung cư kiểu này rất là riêng tư. Không giống như chung cư bây giờ rất ồn ào. Trẻ con chạy đầy ngoài hành lang. Ui cái gì đây? Ôi mẹ, TV hư rồi mà. Đợi chút. Tôi nhớ là cái TV này đã hư vào 2 tuần trước. Ôi. Tắt đi. Không tắt à? Chìa khóa này. Rồi. Tôi tìm được một cái chìa khóa của phòng tắm. Mẹ đi tắm mà cũng cần chìa khóa nữa hả? Mẹ tôi đi tắm tôi chưa bao giờ cần chìa khóa anh em nhá. Ai vào được càng tốt chứ sao? Nhỉ, tự nhiên có một bạn nữ nào đấy vào trong phòng tắm của tôi nhỉ. Hả? Tuyệt vời mẹ luôn. Rồi, có đèn pin rồi, ngon em ơi. Úi dồi. Ủa game lỗi nha. Đèn pin mà có pin là lỗi nha. Ôi sắp hết pin rồi. Để người ta khám phá nữa. Tắt mẹ đèn pin đi. Đấy. Phải để cho tên đèn pin xài thoải mái rồi. Đóng mẹ cửa rồi. Thôi. Cái này giống Việt Nam thật ạ. Khá giống Việt Nam đấy. Lỗi game nhá. Thế nào mà tôi lại đi thẳng đi xuyên người vào trong cái bồn rửa tay này. Tôi là ma à? Ai đây? Đang gì ạ? Đang gì ạ anh ơi? Đang gì ạ anh ơi? Đang ỉa. Shipper không nghe nhá. Shipper cũng chịu nhá. Trời đánh tránh miếng ỉa. Rồi. Để ý rằng là chỗ này không có máy giặt. Người ta phải giặt tay. Điện thoại kêu đâu đấy? Shipper gọi à? Cái này là toilet chung anh em ạ. Chung cư thường có cái kiểu như là toilet chung, có nghĩa là kiểu như là ba cái phòng ở cái dãy này. Đây. Phòng này sẽ xài chung một cái toilet này.
Cho nên là lâu lâu anh em mình vô đây sẽ nhìn thì tìm được thấy, ví dụ như phòng hai đứa con gái, thấy không? Mình đứa con trai. Trên đấy sẽ thấy những cái kiểu như là dầu gội này, giữa tắm nè đấy, kiểu lâu lâu thấy xịp. À, lâu lâu thấy cái kia ở đây. Cũng tiện nhỉ, đúng không? Ai gọi đây? Một cái chìa khóa nữa. Chìa khóa của căn phòng. Em nào khóc vậy? Em ơi đừng khóc nữa, anh tới rồi đây, em ơi. Em ơi, mở cửa anh ơi. Không quên mở cửa em ơi. Chắc là bị người yêu chia tay. Khóc. Thôi, để anh làm người yêu cũng được, không sao hết em ơi. Tội em chưa. Mà chìa khóa phòng nào cũng được chứ. Đúng rồi, phòng này phòng của em gái này. Em gái mới có cái sữa ở mặt này thôi. Ôi giời ơi, 199. Một con số khác sao? Một con số đã bị kiểu như là làm mờ đi rồi. Ê, cái gì vậy? Mẹ tôi vừa thấy cái gì? À không phải à. Cái này nó kiểu như là làm bóng chậm nè. Đây này. Trời, làm bóng chậm nè. Cảm ơn Thảo Vi. Dạng này demo mà, chắc là bản hoàn chỉnh sẽ nhiều cái thú vị hơn. Ơ, à, rồi xong anh em ơi. Mật khẩu anh em ơi. Mật khẩu. Mật khẩu là 1999 gì đấy. Một. Đúng không? Một chín chín mốt. Sai. 1992. Ai luôn. 1993. Sai luôn. 1994. Sai luôn. 1995. Sai luôn. 1996. Sai luôn. 1997. Đó là năm sinh đấy anh em ạ. Ừ, năm sinh của cái người mất đấy. 998. Một chín chín tám. Sao nãy nhập đéo được nhỉ? What the hell? Rồi tôi lấy pin rồi, ngon. Con game rất vô lý nhá. Lấy cả hộp pin mà lắp được một cục là sao? Má, tôi lấy cả hộp pin luôn mà tôi lắp được có cục à. Má vô lý nhá. Thôi bỏ mẹ rồi. Chị là áo đỏ đứng ngoài rồi. Mẹ logic game nhá. Thà để mẹ một cục. Lấy một cục. Ờ à. Mẹ nó cả rổ lấy mẹ nó cục chán. Ôi xong rồi. Chị áo đỏ. Em áo đỏ nào đó ơi. Áo đỏ chứng tỏ CV. Hai tháng sau khi mà Quốc Quốc mất tích thì bạn của Quốc là Long đã cố để... Ơ, cái này đọc rồi mà. Anh đọc rồi chị ơi. Ủa ơi. Lần trước tôi chơi làm gì có ngoài vườn ta. Ô,
đi ra ngoài vườn luôn này. Thấy mẹ, thằng này trồng cần sa. À không phải à? À không phải rồi anh em ạ. Không phải. Đây là cái cỏ gì chứ mày cần, chứ không phải là sa cân cổ. Cỏ gì? Nào mà trời đen thui tối như mực vậy? Mày trồng vã vẩn bao ngàn. Hàn Quốc nhá. Tiếp nhà quốc giàu thế quốc. À không, đây chung cư quên. Ủa rồi đi ra ngoài chi rồi đi vô? Có bị đánh không? Ngoài đây có gì đâu? Nhanh lên sao hết pin rồi cụ ạ. Con game mình tiết kiệm pin thật sự. Nhanh hết pin. Không mở cửa được mới khốn nạn chứ. Tôi thấy cái gì đấy giống cái chìa khóa đằng trong kia. Không phải. Ủa? Ở rồi đâu? Ủa? Rồi đâu ma? Ủa giờ đâu ma? Mở cửa nó mới khốn chứ. Đằng sau ý à? Đằng sau này á? What the hell? Con này làm tôi liên tưởng tới một con là con cỏ máu. Vâng. Ôi, một căn nhà đây. Một nhà kho. Nhanh hết pin này, nhanh hết pin. Ồ, hết quá pin đây rồi. Đấy, nguyên cả rổ pin luôn. Lắp đã một cục. Không hiểu game. Anh em thấy nguyên rổ pin không? Nhưng lắp được một cục. Vâng. Mẹ đèn lại nhanh hết pin mới khủng chứ, mới khốn nạn chứ. Con game này đồ bóng nó vẫn chưa hơi không tốt lắm này. Rồi sao? 1998. Ủa méo được rồi, xong rồi đéo phải rồi anh em ạ. Bây giờ là phải tìm. Để tìm rồi. 31 cái gì đó 9 là mật khẩu. Vẫn còn mất con số thứ 3. 31 cái gì đó 9 anh em ơi. Ba, một, hai, chín, đúng không? Hai. Số 0 không ấn được anh em ạ. Ba, một, tám, chín à? Khả năng cao. 3, 1, 8, 9. Ờ, đúng luôn. Hay. Hình như là nhà sản xuất game thích cái số con số 8. Có thể là nam sinh của nhà sản xuất game chăng? Rồi, để về. Mở cửa. Ôi giời ơi, cái gì đây? Tôi chơi. Đầu xong mẹ gãy cổ. Còn thở nữa cha. Ôi chết là còn thở nữa bay. Mẹ tôi tự quay lại nhìn chứ. Biết nó đuổi theo không? Đuổi theo thì mình chạy. Còn mà không đuổi theo thì mình đứng yên. Anh em hiểu không? Tôi còn sống. Chắc là tôi
tôi hít xà cân nhiều quá. Vườn này vườn chắc trồng xà cân nhiều. Cho nên là tôi hít xà cân nhiều quá nên cho nên là bị ảo giác chăng? Ơ? Chắc là bị ảo giác đấy. Không phải cửa này. What the fuck? Cửa mở cái chìa khóa nó không mở cửa được. Hay ở bên này ta. Hay bên này còn có một cái nhà kho nữa. Cho mình no name nhá. Như em là quay lại đấm con ma rồi. Chắc là không bao giờ làm được vì sợ mặt cười. Mở đi. Mẹ không mở cửa được chứ. Ở bên này. Ủa? Mày hù đi, mình đuổi kịp tao rồi mày hù nhá. Ê mày. Vô. Đủ má, không vô được hết. Đủ má đẹp pin hết mẹ đẹp rồi. Đâu. Ao lát à. Bố ao lát luôn nha. Yeah. Mà cái chìa khóa để làm gì? Nó bảo là chìa khóa của cái canteen. Mà lại đi là sao? Chìa khóa canteen có phải chìa khóa nhà đâu mà. Quay lại lấy chìa khóa nữa. Con game này nút bấm rất là kỳ đấy. Tôi thả mẹ tay ra vẫn còn ấn á. Béo hiểu con vẫn còn đi ạ. Game này kiểu như là làm sao ấy. Nói chung là chưa tối ưu được nút nữa. Chạy đi. Đừng có quay lại nữa đi. Con bây giờ nó chết không. Cái thằng khùng này. Yêu hiểu sao có quay lại. Mở cửa. Rồi. Đáng lẽ nó phải ghi rằng là chìa khóa của căn nhà hay cái gì đấy. Sao là chìa khóa của canteen là sao đấy? Chưa hiểu lắm. Có thể tôi nhìn nhầm hành cái nhà trọ hay cái gì đấy. Mẹ nhân vật tự nhiên quay đầu lại ạ. Đây chỉ là demo và sẽ kiểu như là sẽ có thay đổi ở trong cái phiên bản cuối cùng. Cảm ơn vì đã chơi demo. Nếu như bạn tìm thấy chapter 1, bạn có thể chơi The Honor Lost Tale ở trên Itchy và hãy chơi.
Xong chưa? Vậy là xong chưa? Khen game à? Vậy là cái bản đầu tiên với cái bản này nó khác nhau ở chỗ là bản kia là con ma ở trong nhà, còn bản này là con ma ở ngoài vườn. Nói chung là game cũng được, cũng hay. Đồ họa thì cũng ok. Chung là cũng ok đấy. Nhưng mà cái nút thì khó ấn quá. Nên tối ưu lại nút với lại là kiểu như là bóng biếc đi xuyên vật thể. Cần phải để ý mấy cái đấy.